DIY kỳ này của Thảo. Và DIY kỳ này của Thảo mang tên 3 công dụng tuyệt vời của baking soda. Đầu tiên là làm sữa rửa mặt với baking soda. Nguyên liệu gồm có baking soda và nước lọc. Bạn chỉ cần cho 3 muỗng baking soda và một lượng nước vừa đủ để làm cho cái lượng baking soda vừa rồi ẩm vừa phải là được rồi. Khuấy đều hỗn hợp lên. Cho hỗn hợp ra tay và massage trên mặt khoảng 15 phút. Công dụng của sữa rửa mặt baking soda là làm tẩy tế bào chết và làm sạch da từ bên trong. Sau đó các bạn rửa sạch lại bằng nước trắng là được rồi. Các bạn thấy mặt của Thảo thế nào? Thảo cảm thấy rất là sáng, mịn và sạch nữa đó. Công dụng thứ hai là làm sạch móng tay với baking soda. Nguyên liệu cũng giống như ở tip 1 là 3 muỗng baking soda và 1 lượng nước vừa đủ. Và hãy share video clip này của Thảo thật là nhiều nha. Thảo yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.